Xin chào quý vị, trở lại chương trình trực diện TV. Thì chuyến thăm chính thức Trung Quốc của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng cùng với đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam là những người ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, những người đang giữ các cái chức là đầu các cái bộ ngành hay là những cái địa phương rất là lớn ở trong Việt Nam. Và cái chuyến đi này được trông đợi rất là nhiều, cho rằng cái chuyến đi này sẽ là một cái bản lề, một cái sự đột phá mới trong một cái tình hình mới. Và đây là một chuyến đi được cái sự quan tâm, được sự theo dõi rất là nhiều của không chỉ những người ở Việt Nam của chúng ta. Bởi vì sau một cái cơn đại dịch và một cái sự đóng cửa theo cái kiểu là trị Covid-19 rất là khắc nghiệt của Trung Quốc, và những cái sự khó khăn trong cái việc mà thông quan hàng hóa và cái việc mà mở rộng về cái việc mà cung ứng, cái chuỗi cung ứng cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Và có quá nhiều các cái vấn đề để mà nhiều người dân Việt Nam của chúng ta trông chờ qua cái chuyến đi này. Thì đối với cái dư luận của thế giới thì họ quan tâm là cũng đúng rồi. Không chỉ là những người Việt Nam ở hải ngoại không, mà kể cả dư luận thế giới cũng rất là quan tâm. Người ta quan tâm là bởi vì giữa Việt Nam với Trung Quốc có cùng chung là cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, coi như là tương đồng với nhau. Và trong cái bối cảnh của thế giới hiện giờ đang có quá nhiều các cái biến động, người ta thấy rằng cái sự căng thẳng trong cái cuộc sau cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc, rồi sau cái đại dịch Covid-19 này cũng cả có một cái sự mà không hợp tác chặt chẽ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, cũng như là cái vai trò của Trung Quốc trong cái điểm nóng về cái Ukraine. Trung Quốc đã tỏ ra là bên vực cho cái nước Nga và bỏ phiếu chống lại những cái sự dẫn dắt của Hoa Kỳ chẳng hạn, hoặc là một sự hợp tác rất là lừng khừng của Trung Quốc trong những cái hồ sơ mà nước Mỹ muốn dẫn dắt, thí dụ như là biến đổi khí hậu. Và trong cái sự xung đột giữa Nga với Ukraine thì rõ ràng là Mỹ muốn dẫn lôi kéo những cái nước như là NATO và những cái nước đồng minh khác, và muốn đối chọi lại với cái nước Nga, và cũng muốn là Trung Quốc tỏ cái thái độ khác biệt. Thì cái việc mà Việt Nam đứng ở đâu trong cái bối cảnh thế giới như thế này, thì trong cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng thì các cái báo chí Việt ngữ hải ngoại, những cái đài báo mà họ chống cộng hay là những cái trang mạng xã hội cũng vậy, thông qua nhiều cái phương tiện khác nhau, thậm chí là có nhiều cái YouTuber cũng lên nói theo cùng một cái giọng điệu. Thì thật ra cái giọng điệu này nó cũng không xa lạ gì hết, nó xuất phát từ một cái đảng phái, một cái nhóm mà chống cộng, mà ngay cả những cái nhóm, những cái đảng phái mà Việt Nam đưa vào sổ bìa đen nữa. Và nó tung ra một cái đoạn rằng, hay là một cái thông tin nói rằng là việc chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng là để chứng minh rằng là nước Việt Nam không có thân với Mỹ, hay là đoạn tuyệt với Mỹ, hay là cách xa Mỹ và muốn ngã hẳn về Trung Quốc, hay là muốn thân chứng minh cho Trung Quốc biết rằng là Việt Nam rất là thân thiện với Trung Quốc. Hoặc là họ nói theo cái luận điệu mà trong mấy ngày vừa rồi chúng ta đã thấy đó, có những cái YouTuber gì mà nửa nửa gì cũng hay hai ba người, một hai người thì lên hỏi qua hỏi lại, nói với nhau là thấy có chuyện là Việt Nam đu dây rất là giỏi. Tức nghĩa là Việt Nam thì bây giờ quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ, Việt Nam với Trung Quốc, thì có người ví là Việt Nam bây giờ giống như một cái cô gái trẻ đẹp và được rất là nhiều anh lớn trên thế giới quan tâm. Thì cho nên là cái việc mà săn đón, cái việc mà họ thấy có cái quyền lợi trong cái vấn đề mà quan hệ tốt với Việt Nam, cho nên là cả Mỹ cả Việt Nam đều dùng cái từ là o bế Việt Nam chẳng hạn. Thì thật ra đó là cái điều rất là thực tế rồi, chúng ta nhìn vào cái con số, nhìn vào các cái tài liệu để mà chúng ta nói. Bởi vì trong cái kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Hoa Kỳ tăng liên tục kể từ khi mà Việt Nam với Hoa Kỳ bình thường hóa, và ngay cả Trung Quốc cũng vậy. Theo cái biểu đồ cho thấy rằng Việt Nam với Trung Quốc cũng có cái kim ngạch xuất nhập khẩu tăng liên tục luôn, kể từ năm 2000 mấy đó, 03, 04 tới nay là nó lên riết, từ lúc đầu chỉ có mấy tỷ thôi, mười mấy tỷ lên riết riết, và bây giờ đó là khoảng chừng 100 mấy chục tỷ rồi, thậm chí là năm nay có thể là lên tới 170 tỷ. Chúng ta thấy rằng đó là cái việc mà năm sau nó cao hơn năm trước, và nó tăng tất cả các chỉ số. Thí dụ như người ta nói nhiều về cái việc mà Trung Quốc nhập siêu đối với Việt Nam, tức nghĩa là Trung Quốc xuất siêu đối với Việt Nam, Việt Nam thì nhập siêu của Trung Quốc. Nhưng mà cái tỷ số mà nhập siêu đó thì nó cũng tăng theo từng năm. Tuy nhiên thì cái tỷ số mà xuất siêu của Việt, xuất của Việt Nam thì nó cũng tăng. Cái nhập tăng nhưng mà xuất cũng tăng, tức nghĩa là cái nhu cầu về nguyên vật liệu, các cái máy móc thiết bị thì nó cũng nhiều. Nhưng mà cái việc mà
buôn bán các cái sản phẩm của Việt Nam càng lúc cũng đang đa dạng hơn và càng lúc nó cũng được càng nhiều hơn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy nó rất là rõ ràng như vậy. Thì cái chuyến đi này đó, thì ngoại trừ cái hình thức ra, chúng ta thấy là ông Nguyễn Phú Trọng là một người rất là lớn tuổi và cũng cái sức khỏe đó nó cũng không phải là giống như là trước đây nữa. Có những cái bước đi rất là chậm chạp, nhưng mà Trung Quốc người ta đã tổ chức và đón tiếp rất là long trọng. Cái cuộc diễn binh, cái cuộc mà coi như tiếp đón được bắn 21 phát đại bác và coi như là duyệt cái đội binh dinh dự và đứng tại chỗ thôi, và cũng có sau đó thì có những cái buổi tiếp rất là thân mật theo cái kiểu là uống trà, và hai bên đó đó là những cái vấn đề về hình thức đó, thì cái việc mà tiếp đón long trọng chúng ta thấy chứng minh một cái điều là quan hệ giữa hai bên, cái độ thân thiện, cái độ trân quý nó rất là lớn. Và đây cũng là một cái vấn đề gọi là có qua có lại, tức nghĩa là giữa cái góc độ ngoại giao giữa hai nước, và nó dừng lại ở góc độ hình thức, nhưng mà hình thức nó cũng phản ánh một phần của cái nội dung. Thì đi vào cái nội dung á, hay là đi vào cái thực chất mới là cái điều mà chúng ta quan tâm. Chúng ta quan tâm là cái chuyến đi này sẽ đạt được những cái thành quả như thế nào, có đạt được những cái ký kết nào đó hay không, và những cái ký kết đó nó phản ánh ra làm sao. Nó không phải giống như là những người họ chống cộng hay là những người mà họ xuyên tạc đó, thì họ cứ chê bai rằng cái chuyến đi này là cái chuyến đi đu dây hay là đi thần phục Trung Quốc, đi triều kiến gì đó, họ nói lung tung hết. Nhưng mà qua cái chuyến đi này chúng ta mới thấy rằng Việt Nam càng lúc nó càng lúc là Việt Nam càng độc lập hơn. Bởi vì ngay sau cái đại hội của Trung Quốc, đại hội rất là quan trọng trong một bối cảnh kinh tế chính trị của thế giới đang rất là hỗn loạn, đang rất là phức tạp, và Việt Nam là một cái khách danh dự đầu tiên, một cái nguyên thủ đầu, không phải là nguyên thủ, một người đứng đầu, một người lãnh đạo của một cái nhà nước Việt Nam. Lớn nhất là ông Nguyễn Phú Trọng đã đến và thăm Trung Quốc, gọi là sông đất Trung Quốc sau cái đại hội 20. Thì cái vị thế đó và cái vai trò đó chúng ta đã thấy rồi. Và trong cái chuyến đi này đó thì bây giờ đã có những cái ký kết, và những cái ký kết người ta trông đợi là ra làm sao. Thí dụ như trong theo những cái thông báo hay là những cái bản tin mà ở phía bên thông tấn xã của Việt Nam, thì chiều ngày 31 tháng 10 đó, thì tại cái đại hội, đại lễ đường của nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, thì ngay sau khi kết thúc hội đàm thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch nước Trung Quốc và Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình, hai người đã cùng chứng kiến là cái việc mà 13 các cái văn kiện và đã được các cái ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương đã ký kết trong cái chuyến thăm chính thức này. Thì trong cái 13 văn kiện này đó là những cái vấn đề mà nhiều người rất là quan tâm. Chúng ta đọc qua những cái văn kiện đó, đó mới thấy được rằng là trong cái thời gian vừa qua đó thì có nhiều cái sự mà chờ đợi. Thí dụ như là trong các cái văn kiện gồm có là cái thỏa thuận, nhất là hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản của Việt Nam và Ban Liên lạc Đối ngoại của Trung ương Đảng Cộng sản của Trung Quốc. Tức là hai bên đã có một cái thỏa thuận hợp tác như vậy, để mà xác định rằng hai bên rất là chặt chẽ với nhau, vừa giữa hai cái đảng cộng sản, giữa Trung Quốc và Việt Nam. Và cái thứ hai là bản ghi nhớ về hợp tác giữa cái ban nội chính trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và ủy ban chính pháp trung ương Đảng Cộng sản của Trung Quốc, tức là giống như là hai cái ban nội chính của hai cái đảng. Thì ban nội chính chúng ta đã biết rồi, giữ dừng các cái phép nước và kỷ cương và xây dựng một cái nhà nước pháp quyền, nhà nước gọi là trọng pháp, và giữa hai bên có một sự phối hợp với nhau lãnh đạo cái hệ thống tư pháp ở trong cái quốc gia. Thì tất cả những cái điều này là cái điều rất là cần thiết. Chúng ta thấy rằng quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, Trung Quốc đi sang Việt Nam buôn bán làm ăn, dân Việt Nam cũng qua bển làm, có nhiều cái sự giao thương, có nhiều cái sự đụng chạm. Tất cả những cái vấn đề mà va chạm đó cũng phải cần có những cái xử lý bằng hệ thống pháp luật, và hai bên phối hợp với nhau để mà giữ cái kỷ cương chung, và nó có một cái điểm mà điểm chung, cái điểm gặp để mà có thể là giữ được cái sự phát triển bền vững, đó mới là cái vấn đề. Và cái bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022 đến 2027, tức là trong cái nhiệm kỳ tới đây của ông Tập Cận Bình, và giữa Liên hiệp các cái tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, tức là hai bên cái liên hợp và hội hữu nghị đó thì cũng có một cái sự ghi nhớ hợp tác.
Rồi bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp của Trung Quốc, và trong lĩnh vực của tư pháp đó, và bản ghi nhớ về cái sự hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố coi như là thành phố Bắc Kinh, thì rồi cái bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Bộ Thương mại của Trung Quốc về việc tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo cái chuỗi cung ứng Việt Trung. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà nhiều người mà kinh doanh ở trong Việt Nam, nhiều cái nhà sản xuất hay là những cái nhà mà nông của Việt Nam đó rất là quan tâm. Tức nghĩa là giữa hai cái bộ thương mại đang có một sự phối hợp với nhau, và cái bản ghi nhớ này là cho thấy là cái sự hợp tác để mà đảm bảo các cái chuỗi cung ứng. Nói chung là cái chuỗi cung ứng trong thời gian vừa rồi có hàng ngàn những cái xe gọi là tải, gọi là container của Việt Nam mà đi sang tập kết đến biên giới của Trung Quốc thì không thể xuất sang bên Trung Quốc được, và tạo ra một sự thất thu. Hoặc là trong nhiều năm vừa rồi thì giữa Việt Nam với Trung Quốc đó, thì Trung Quốc cũng hay thực hiện nhiều cái chương trình mà họ thay đổi liên tục, mà họ làm cho cái việc mà xuất hàng hóa nông sản của Việt Nam á, hay là những cái hàng mà chế biến của Việt Nam có khi nó cũng không có đều đặn và nó không có đảm bảo cái đầu ra. Có chính vì vậy mà ở Việt Nam cứ hay thường có những cái chương trình gọi là giải cứu thế này, giải cứu thế kia, đủ thứ chuyện hết. Thì cái việc mà hợp tác giữa hai cái bộ này để tạo ra một hành lang, một cái thỏa thuận chung chẳng hạn, để mà cùng có một cái hướng giải quyết theo cái bài bản và nó đảm bảo cái ổn định và gọi là đảm bảo cái chuỗi cung ứng, thì đó mới là cái vấn đề. Và cái bản ghi nhớ giữa Tổng cục Hải quan cũng như là Bộ Tài chính của Việt Nam và Tổng cục Hải quan của Trung Quốc về cái việc xây dựng cái lĩnh vực ưu tiên hợp tác. Đó, cái lĩnh vực ưu tiên hợp tác thì bây giờ miễn thuế như thế nào, hay là lĩnh vực nào được xuất khẩu cho nhau, lĩnh vực nào được cần phải ưu tiên trong cái lĩnh vực nào. Nói chung là tạo ra một cái sự khác biệt. Và bản ghi nhớ về cái việc hợp tác trong cái lĩnh vực sinh thái và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam và Bộ Sinh thái và Tài nguyên Môi trường của Trung Quốc. Thì thật ra đây cũng là một thỏa thuận rất là quan trọng, nhất là trong cái điều kiện gọi là biến đổi khí hậu như hiện nay. Rồi giữa Việt Nam với Trung Quốc có nhiều cái vấn đề, ví dụ Trung Quốc họ chặn cái dòng sông Mekong ở phía bên họ đó để mà họ làm nhiều cái đập thủy điện chẳng hạn, và rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa. Cho nên là cái sự hợp tác trong cái lĩnh vực này là cái điều mà là cũng rất là cần thiết, và có thể nói rằng nó tạo ra cái sự phát triển cho Việt Nam. Và bản ghi nhớ về cái hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng cục Hải quan của Trung Quốc về cái an toàn thực phẩm trong cái thương mại song phương giữa Việt Nam Trung Quốc, đây cũng là một việc mà nhiều đa phần người Việt Nam của chúng ta rất là quan tâm. Hồi trước tới giờ những người mà họ chống đối thì họ cứ nói rằng là thực phẩm của Trung Quốc là độc hại. Khi mà nghe nói chữ Trung Quốc là họ nói là không mua, không ăn, không dùng, không tiếp cận, không gì hết. Thì bây giờ giữa Việt Nam với Trung Quốc đã ký một cái thỏa thuận, ký một cái bản ghi nhớ rằng là sẽ coi như là tăng cường hợp tác trong cái lĩnh vực đó. Tăng cường lĩnh vực là coi như là đảm bảo coi như là cái vấn đề về an toàn thực phẩm. Thì đây là cái điều rất là quan trọng. Và cái bản ghi nhớ về giữa Bộ Công Thương của Việt Nam và Chính quyền Nhân dân của tỉnh Vân Nam của Trung Quốc về cái tăng cường hợp tác trong cái lĩnh vực kinh tế thương mại. Rồi cái bản ghi nhớ, cái kế hoạch gọi là hợp tác văn hóa du lịch giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giữa Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch của Trung Quốc. Trung Quốc là một cái đối tác rồi, khách hàng của Trung Quốc mà đi du lịch ở Việt Nam. Là trước đây nó mỗi năm mà khi mà trước cái dịch Covid-19 thì Trung Quốc họ là cái người dân của họ đó đi du lịch coi như là hạng nhất thế giới. Và Việt Nam là một nơi rất là gần, cho nên là Việt Nam có khá nhiều các cảnh đẹp nữa, mà nắng ấm trong cái, nhất là trong cái mùa đông của Trung Quốc, thì ở phía nam của Việt Nam thì những cái bãi biển rất là đẹp và ấm, cho nên là nhiều người Trung Quốc họ coi như họ thích qua đây lắm. Và cái sự hợp tác giao lưu về cái tăng cường cái sự hợp tác giao lưu trong lĩnh vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước giữa Ủy ban quản lý vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp Việt Nam và Ủy ban quản lý giám sát tài sản của nhà nước Trung Quốc, thì trong cái sự hợp tác này là một sự đặc trưng giữa hai cái thể chế. Thì ở Việt Nam, ở Trung Quốc á, thì cái doanh nghiệp nhà nước cũng vẫn đóng là cái vai trò chủ đạo. Và ngay cả trong các chiến lược của Việt Nam thì cái doanh nghiệp nhà nước, hay là gọi là cái sở hữu nhà nước đó, cũng vẫn là mang tính chất chủ đạo.
Và dĩ nhiên là không có đầu tư tràn lan giống như là thời bao cấp nữa, nhưng mà người ta làm cho nó mạnh hơn và giữ các cái vị trí chủ chốt để mà làm cái xương sống cho cái toàn bộ các cái ngành kinh tế, và để giúp cho cái việc mà phân phối lại các cái tài sản quốc dân đó nó mang đúng theo cái nhu cầu của cái mục tiêu chủ nghĩa xã hội, tức là phục vụ cho những người dân, là nó về vấn đề an sinh xã hội nó có mục tiêu phát triển hơn. Và học hỏi ở bên Trung Quốc là đó là cái điều rất là rõ ràng rồi. Dĩ nhiên là Việt Nam cũng không có giấu rằng là Việt Nam học hỏi và rút kinh nghiệm của Trung Quốc rất là nhiều. Bởi vì trong cái cách tổ chức, cách quản lý thì Việt Nam không chỉ là học Trung Quốc không mà học rất là nhiều nước. Thí dụ như học ở bên Mỹ, học bên châu Âu, học trong rất là nhiều, bên Nhật, bên Hàn Quốc, đủ thứ chuyện hết. Và bây giờ thì sinh viên của Việt Nam mà đi học ở bên Mỹ đó cũng rất là nhiều, lên tới mấy chục ngàn người rồi, và ở bên Trung Quốc học ở nhiều nơi. Và chính vì cái điều này chúng ta thấy là trong cái hợp tác với Trung Quốc là không thể nào mà không hợp tác được. Có người là nói rằng Trung Quốc thì đã từng lâm le Việt Nam, phải từng xảy ra xung đột, từng đủ thứ chuyện hết. Bây giờ là cần phải cảnh giác Trung Quốc, nói không với Trung Quốc, chơi với Mỹ không là đủ rồi. Hàn Quốc hay là Đài Loan gì đó họ chơi với Mỹ họ cũng đã giàu, hay là Nhật Bản trước đây cũng chỉ nhờ Mỹ thôi, không nhờ Trung Quốc mà Nhật Bản vẫn giàu. Nhưng mà thật ra chúng ta nhớ kỹ là bây giờ đó, có nước nào mà không nhờ Trung Quốc, có nước nào mà không làm ăn Trung Quốc, kể cả Nhật Bản, kể cả Hàn Quốc, hay là kể cả là coi như Đài Loan. Đài Loan họ đem tiền họ đầu tư bên đó rất là nhiều, hàng ngàn tỷ Mỹ Kim bên đó. Nhật Bản cũng vậy, Nhật Bản mà Trung Quốc họ đóng cửa một cái thì rồi Nhật Bản họ la làng. Hàn Quốc cũng vậy, Hàn Quốc thì họ đầu tư rất là nhiều. Chúng ta nhớ cái hãng Samsung bây giờ đầu tư ở Việt Nam, trước đây đầu tư ở bên Trung Quốc, và có cả một cái thành phố gọi là thành phố Samsung ở bên đó nữa, chứ không phải là đơn giản. Và ngay cả Mỹ cũng vậy, Mỹ bây giờ cũng không thể thoát Trung Quốc được. Chính vì cái điều này cho nên thấy rằng đó, cứ nói rằng không phải chơi Trung Quốc là còn đó, cái việc mà ví dụ như Trung Quốc đánh năm 1979, hay là vấn đề mà biển đảo, hay là gây hấn, hay là những cái sự kiện rất là nhiều thứ, cứ lăm le thôn tính. Và Trung Quốc còn nói là thôn tính Đài Loan, thì cái sự kiện sau đó thì kể là Việt Nam, cho nên là Việt Nam cần phải đi gần với phương Tây, gần với Mỹ hơn, phải đoạn tuyệt với Trung Quốc. Thì thật ra những cái điều này á, chúng ta là lo bò trắng răng. Trong đối với Trung Quốc thì có lẽ họ hiểu người Việt Nam nhiều nhất, họ biết rằng Việt Nam là một cái dân tộc mà không dễ bắt nạt, và một Việt Nam khi mà đụng để chạm hay là lăm le đến cái việc mà toàn vẹn lãnh thổ thì cái chủ quyền của quốc gia thì người dân Việt Nam gần như động lòng. Chúng ta nhớ là những cái sự kiện mà Trung Quốc họ đã chứng kiến, như là khi Trung Quốc họ đưa cái giàn khoan 981 chẳng hạn, hay là có một số những cái hoạt động gây hấn gì đó trên biển, chúng ta đã thấy những cái sự biểu tình của người dân ở Việt Nam, không chỉ ở Hà Nội mà ở kể cả ở Sài Gòn, ở nhiều nơi. Và thậm chí người dân Việt Nam đã bực bội đến cái mức mà người ta phải đốt phá một số các cái tài sản của những cái doanh nghiệp, mà dĩ nhiên là cái việc đó là sai phạm. Sau đó thì chính quyền của Việt Nam cũng phải bồi thường cho những cái doanh nghiệp đó. Tuy nhiên thì cho thấy Trung Quốc thấy rằng đó là một cái thái độ của người dân Việt Nam khi mà họ đứng trước cái nguy cơ á, hoặc là đứng trước cái sự bắt nạt, thì người dân Việt Nam không chịu. Và ngay cả những người Việt Nam ở hải ngoại khi đó cũng vậy, chúng tôi cũng đã chứng kiến là ngay tại Hoa Kỳ, những người là thậm chí là những người cờ vàng họ cũng đi biểu tình chống Trung Quốc với việc mà giàn khoan 981, họ chống cái sự gây hấn của Trung Quốc, cái sự đe dọa an ninh chủ quyền của Việt Nam. Nói chung là khi mà có cái vấn đề đó thì rõ ràng người dân ở Việt Nam trong và ngoài nước họ một lòng, Trung Quốc biết rằng không thể bắt nạt, không thể nuốt chửng Việt Nam giống như là cái kiểu mà họ nghĩ, hay là nhiều người mà họ lo. Thí dụ như Trung Quốc họ đã có cả ngàn năm để họ làm cái chuyện đó mà họ làm không được, họ không thể đồng hóa người dân Việt Nam ngay trong cái thời kỳ phong kiến, họ không không làm được. Có những cái lúc mà cái thế lực của họ rất là mạnh, những cái triều đại của họ cũng rất là dữ dội, nhưng mà họ đã không thể biến cái dân tộc Việt Nam trở thành là một cái thuộc địa, một cái dân tộc của Trung Quốc, một bộ phận của Trung Quốc. Thì ngay trong cái thời điểm như hiện nay, với quá nhiều các cái định chế luật pháp, Việt Nam với cái tư cách là một cái thành viên của Liên Hợp Quốc, cái tiếng nói rất là quan trọng, và bên cạnh đó thì cái lòng yêu nước của người dân Việt Nam, rồi cái khí thế mà đồng lòng với nhau, và ngay cả cái dân số của Việt Nam bây giờ cũng là một bộ phận rất là quan trọng. Nó lên tới 100 triệu người chứ không phải như là Đài Loan chỉ có 23 triệu.
nó hoàn toàn nó khác. Và Đài Loan thì về mặt chính danh, về mặt gì thì Việt Nam thì rõ ràng Đài Loan mới là vấn đề, và Đài Loan là của Trung Quốc là cái điều không ai cản hết. Thì nói như vậy để mà chúng ta thấy rằng đó là Trung Quốc họ thừa hiểu đối với Việt Nam là phải tương sinh, là phải quan hệ và phải giải quyết bằng cái cách hòa bình để mà giải quyết các cái vấn đề. Thì ở Việt Nam cũng biết điều đó. Thật ra thì có những người họ rất là quá khích, hoặc là họ rất là cực đoan, cái gì họ cũng yêu cầu là phải tiếng nói, phải làm, phải bắn, phải giết, phải là vũ lực các thứ. Nhưng mà cái lịch sử cho thấy rằng trong quan hệ với Trung Quốc, càng khôn khéo, càng mềm mỏng, càng hòa hoãn, càng có những cái sự ký kết, thỏa thuận với nhau để mà cùng tương sinh với nhau, cùng nhau để mà phát triển, thì lúc nào cái thời thế lúc đó cũng là thịnh vượng cả. Kể cả trong cái thời điểm như hiện nay cũng vậy. Thì Việt Nam đã chọn chia ra khá nhiều các cái lĩnh vực, gồm có 5-6 các cái nhóm mà gọi là để mà thỏa thuận. Rồi các cái cấp cao nhất là cái kênh mà để mà giải quyết các cái bất đồng. Trong đó có những cái bất đồng tưởng chừng như rất là căng thẳng, nhưng mà cuối cùng vẫn tìm ra và vẫn có cái cách. Thì trong cái chuyện, trong cái chuyến đi lần này đó, thí dụ như những cái thỏa thuận thêm nữa là về cái bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực coi như là kiểm dịch thực vật đối với các cái quả chuối tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc nè, rồi giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam và Tổng cục Hải quan của Trung Quốc, thì ông Tổng Bí thư của hai cái đảng là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình thì cũng bàn với những vấn đề rất là mấu chốt, thí dụ như là trao đổi về những lĩnh vực hợp tác cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao hiệu quả hơn các lĩnh vực gọi là kinh tế, thương mại. Mặc dù bây giờ cũng rất là cao rồi, nhưng mà còn phải đẩy cao hơn nữa. Và coi như là vấn đề đầu tư nữa. Đầu tư thì Trung Quốc là một cái nước mà đầu tư ở Việt Nam rất là lớn và tạo cái nền tảng vững chắc cho cái phát triển song phương. Việt Nam nhấn mạnh Trung Quốc là một cái đối tác thương mại rất quan trọng và giàu tiềm năng, và Trung Quốc thì họ cũng đánh giá Việt Nam như vậy. Họ cũng đánh giá Việt Nam là rất là quan trọng. Và coi như là Việt Nam thì mong muốn là đặc biệt coi trọng Trung Quốc, về mong muốn tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc. Nói chung là trong cái chuyến đi này thì ông Nguyễn Phú Trọng và cái đoàn đại biểu cấp cao đó cũng đã chú trọng về cái việc đó. Cái điều mà người dân Việt Nam, cử tri Việt Nam, hay là doanh nghiệp, doanh nhân, hay là nông dân, nông gia Việt Nam họ rất là quan tâm. Bây giờ phải đẩy mạnh các xuất khẩu Trung Quốc, bây giờ phải mở cửa ra, phải nhận nhiều hàng hóa của Việt Nam hơn để mà cân bằng cái mậu dịch hơn. Và ở phía bên Trung Quốc thì đối với các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh và mong muốn là Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh các cái độ mà triển khai các cái thủ tục mở cửa thị trường cho các cái mặt hàng này, như là nông sản, lâm sản hay là thủy sản của Việt Nam đó. Rồi đồng thời duy trì cái chuỗi cung ứng hàng hóa, gọi là tạo cái sự thuận lợi thông quan giữa hai nước. Đây là cái điểm mấu chốt, cái điểm mà nhiều người trông chờ. Người ta, nhiều người cũng nhận định là ông Nguyễn Phú Trọng trong cái chuyến đi này có lẽ là sẽ bàn vào những cái thỏa thuận như vậy. Và quả thật thì coi như là ở phía bên Trung Quốc làm về ngay cả về những cái thủ tục mà nâng hạn mức hàng hóa của Việt Nam quá cảnh sang Trung Quốc nữa, mặc dù không phải là xuất khẩu Trung Quốc mà quá cảnh sang Trung Quốc để mà đi sang một cái nước thứ ba bằng đường sắt hay là ngay cả đường bộ gì đó. Rồi Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp lớn hay là có trình độ khoa học công nghệ kỹ thuật rất là cao của Trung Quốc để mà mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Và Chủ tịch nước Tập Cận Bình thì cũng đã nói rằng là coi như là sẽ nỗ lực để mà duy trì những cái sự phát triển, cái đà phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tức là cái đà phát triển bây giờ đang rất là cao rồi, năm sau cao hơn năm trước, và cái tốc độ này nó cũng rất là, nó đã giữ vững trong hơn 2 thập kỷ vừa rồi, thì bây giờ tiếp tục. Và coi như là hướng càng lúc nó càng cân bằng hơn. Tức là ông Tập Cận Bình nói rằng sẽ làm sao nó càng cân bằng, có nghĩa là phải mua hàng hóa của Việt Nam nhiều hơn, hoặc là tạo điều kiện cho Việt Nam xuất khẩu nhiều hơn. Thì đó là cái điều mà người dân của chúng ta mong đợi, hay là ngay cả trong cái quan hệ kinh tế của Việt Nam cũng mong đợi. Không phải bây giờ mà trước đây, ngay một năm trước khi mà ông Phạm Minh Chính tiếp đón với một cái đại sứ của Trung Quốc ở tại Việt Nam, thì cũng đã nói rất là rõ là
Việt Nam đề nghị là phía bên Trung Quốc làm mọi cách để mà làm sao cái sự thông quan hàng hóa hay là ngay cả cái việc mà cân bằng cái mậu dịch hơn. Và không chỉ là ông Phạm Minh Chính, những người đứng đầu bên Quốc hội hay là ngay cả bên nhà nước, tất cả các cái vị thế của Việt Nam thì đều đặt cái vấn đề này đối với Trung Quốc. Và bây giờ thì chính ông Tập Cận Bình đã đưa ra những cái lời cam kết như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái việc mà coi như là bên cạnh đó đó thì hai nhà nước thì cũng nói rằng sẽ nỗ lực để mà giải quyết những cái vấn đề còn tồn đọng trong cái quan hệ giữa hai nước cũng có nhiều cái vấn đề nóng, có nhiều vấn đề cũng bất đồng, có nhiều vấn đề tranh cãi nhiều năm, có những vấn đề tiếp tục để mà bàn luận, tiếp tục hội thảo đủ thứ chuyện hết. Và bây giờ thì hai bên đồng ý rằng sẽ tiếp tục để mà giải quyết những vấn đề đó, mà nỗ lực để mà giải quyết nữa. Rồi bên cạnh đó đó thì nói rằng tăng cường về cái hợp tác sản xuất hay là thúc đẩy cái kết nối trong cái khuôn khổ gọi là hai hành lang một vành đai, với cái sáng kiến là vành đai và con đường. Chúng ta rõ ràng đây là cái sáng kiến mà gọi là có nhiều người họ nói rằng con đường tơ lụa đó, con đường tơ lụa mới của Trung Quốc, thì mà sáng kiến một vành đai họ cứ sợ rằng Việt Nam sẽ nằm trong cái con đường vành đai như vậy thì sẽ bị Trung Quốc họ nuốt chửng, họ sẽ bởi vì có quá nhiều những cái nước đã trở thành là nạn nhân của Trung Quốc trong cái chính sách đó. Nhưng mà rõ ràng thì nếu như mà họ làm ăn đàng hoàng, họ đầu tư minh bạch, họ có tuân thủ luật pháp các thứ thì tại sao không? Một cái sự đầu tư, một cái sự làm ăn, và Việt Nam cũng không có né tránh rằng là Việt Nam là một những nước nằm trong cái chiến lược gọi là vành đai một con đường. Bởi vì Trung Quốc và Việt Nam một quan hệ chặt chẽ với nhau như vậy, là một cái đối tác chiến lược như vậy, thì trong một cái kế hoạch lớn mà Trung Quốc họ đầu tư, họ dành cho rất là nhiều những cái sự bỏ tiền của ra nhiều cái khu vực khác, mà ngay cả Việt Nam là một cái kế bên và có một cái cửa ngõ thông ra bên ngoài nữa, và Việt Nam cũng phải tận dụng cái lợi thế này. Và với cái sáng kiến vành đai này thì nhất trí mở rộng hợp tác ở các lĩnh vực như là nông nghiệp, môi trường, khoa học, kỹ thuật, và cái sự phát triển vành đai con đường trên cơ sở gọi là phù hợp với nhu cầu và lợi ích cũng như là chiến lược phát triển bền vững của mỗi bên, chứ không phải là anh nói như thế nào thì tôi nghe như vậy, nghĩa là nó phải phù hợp với cái lợi ích, cái nhu cầu và cái chiến lược phát triển bền vững nữa, chứ không phải là để coi như là họ muốn đầu tư xây dựng cái đường cao tốc Bắc Nam gì đó rồi họ sẽ đầu tư cho mượn vốn, họ xây lung tung sàn ngầu hay là họ đội đội vốn lên họ làm đủ thứ, thì những cái cung cách đó người ta đã thấy rồi. Thông qua cái đường cao tốc trên không ở Hà Nội thì nó cũng đã cho thấy là cái sự thiệt hại cũng như là quá nhiều những cái nạn nhân mà đứng trước cái bờ vực phá sản đó cũng vì cái bẫy nợ của Trung Quốc. Thì đối với nhiều cái lĩnh vực khác như là mở rộng hợp tác vào lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học, kỹ thuật, kinh tế, y tế, phía Trung Quốc còn cam kết là cung cấp cho Việt Nam không dưới 1.000 các cái suất học bổng chính phủ, đào tạo không dưới 1.000 các cái giáo viên tiếng Trung cho Việt Nam, đủ thứ chuyện hết. Thì tất cả những cái điều này cho thấy rằng ở Việt Nam với Trung Quốc càng lúc càng chặt chẽ hơn và đi thực chất và có chiều sâu hơn. Nó có những cái kênh và trong khá nhiều các lĩnh vực, và có một sự tương đồng giữa hai cái hệ thống chính trị, nó giống nhau, thậm chí là nó còn bài bản hơn là quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ nữa. Mỹ với Việt Nam thì cái cơ cấu quyền lực nó rất là khác. Thì có người họ đặt vấn đề rằng sau cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng thì rất có thể là ông Tổng thống của Hoa Kỳ cũng sẽ đến Việt Nam. Rồi như vậy thì Việt Nam có phải là đu dây hay không? Việt Nam là đang cân bằng hay đang làm cái gì? Thì thật ra thì cái chuyến đi của ông Tổng thống của Hoa Kỳ mà đến Việt Nam cũng là chuyện bình thường thôi. Và người ta dự đoán là trong tháng 11 này thì ông Tổng thống Joe Biden sẽ đến Indonesia để mà dự cái hội nghị G20. Và bà Phó Tổng thống thì đến Thái Lan để mà dự một cái hội nghị cấp cao của châu Á Thái Bình Dương. Nhưng mà cái việc mà ông Joe Biden có đến Việt Nam hay không thì đó là một câu hỏi mà trong cái chương trình mà làm việc, cái chương trình mà công du của ông Joe Biden thì không nghe nói, chỉ nghe thấy rằng ông Joe Biden sẽ đi đến Ai Cập để mà dự cái hội nghị về biến đổi khí hậu G27. Còn đối với Việt Nam thì rõ ràng là ông Tổng thống của Hoa Kỳ thì có đến cũng là chuyện bình thường, và không đến lúc này cũng sẽ đến lúc khác.
tức là trong cái nhiệm kỳ của ông Joe Biden cũng sẽ đến Việt Nam thôi. Bởi vì các đời tổng thống vừa rồi đó, không có đời tổng thống nào không đến Việt Nam, thậm chí là có ông đến 2 lần, như là trường hợp của ông tổng thống Donald Trump. Thì đối với Trung Quốc cũng vậy, người ta đánh giá nhiều về cái cuộc gặp gỡ của ông Nguyễn Phú Trọng đối với ông Tập Cận Bình, người ta quan tâm nhiều là bởi vì sau đại hội thôi, chứ còn đối với ông Nguyễn Phú Trọng với ông Tập Cận Bình lập nhau lần này là lần thứ 5 rồi chứ không phải là mới. Do đó thì cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, nhất là sau khi mà Việt Nam đóng cửa, Việt Nam gọi là chống Covid-19 rồi Trung Quốc cũng chống Covid-19, sau cái sự đại nạn về cái dịch thì bây giờ mở cửa ra, người ta thấy một cái sự hợp tác và với hàng loạt những cái thỏa thuận như vậy thì hy vọng là những cái thỏa thuận nó được phát huy và nó tạo ra cái tiếng nói chung. Và thực tế là ở Việt Nam đó cho thấy rằng là khi mà mình mở cửa ra, mình quan hệ với quá nhiều nước thì càng mở rộng chừng nào càng giữ được chủ quyền chừng ấy, càng giữ được cái vị thế chừng ấy và càng độc lập chừng ấy. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay, và sẽ tiếp tục theo dõi về cái chuyến đi này để thêm có sẽ trở lại vấn đề này khi mà có thêm thông tin mới. Cảm ơn quý vị, xin kính chào.